cái lỗ rời này nè, hoặc cái đường rời này nè, nó bị sơ, nó bị tắc lên. Một số anh chị thì không biết, không có biết á, thì anh chị một số giờ chúng ta dùng tay ra hay dùng các phương tiện á, chúng ta nặng, chúng ta nghĩ là do nó ở đây nó cứ có mụn nhọt này, chúng ta sẽ bóp cái dịch này để nó thoát ra là hết. Thực đôi khi chúng ta làm những động tác như vậy á, làm cho cái đường rò này nè nó bị tắc lại, nó bị tắc lại, thì lúc này á tắc lại dịch không thoát ra được thì sẽ ứ lại dịch bên trên đây, nó tạo thành hiện tượng viêm nhiễm và nó thể hình thành cái áp xe trở lại cái vùng hậu môn trực tràng này. Nên đôi khi chúng ta có thể thấy là chào mừng các anh chị đã quay lại kênh YouTube của Thạc sĩ bác sĩ Phan Anh Tuấn. Tiếp theo chuỗi video hỏi đáp cùng bác sĩ, thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ anh chị một cái chủ đề mà gần đây rất là nhiều người bạn hỏi là rò hậu môn. Rò hậu môn á, nó có bị ảnh hưởng gì không nếu mà tôi không điều trị hoặc là tôi không có can thiệp? Như các bạn biết á, rò hậu môn là một cái bệnh lý mà mãn tính, nó diễn tiến tiếp theo của tình trạng là áp xe vùng cạnh hậu môn. Và tôi sẽ chia sẻ anh chị đây hình ảnh đây để cho chị rõ hơn. Ví dụ đây là cái ống hậu môn chúng ta. Và đây là cái đường lược nhá, đây là đường lược. Cái vai trò của đường lược rất là rõ ràng cho bệnh lý vùng hậu môn, đặc biệt là rò hậu môn. Chị nhớ biết đây là ở trong ống hậu môn và đây là phía ngoài ha. Thì chị biết đó, rò hậu môn á là nó xuất phát á, nguyên nhân á là từ cái vị trí đường lược này. Nơi này á nó có rất là nhiều cái lỗ tuyến và từ đó vi khuẩn á nó sẽ đi từ những cái lỗ tuyến này nè và nó ăn luồng đi qua vùng cạnh hậu môn này. Nó tạo thành á những cái viêm nhiễm. Đầu tiên nó có thể dẫn đến tình trạng là áp xe vùng cạnh hậu môn. Và một số trường hợp với cái áp xe này á, nó sẽ vỡ đi. Anh chị nhé, nó vỡ đi. Thì chứng vẻ anh chị đưa diện đi, tức là áp xe nó vỡ đi. Hoặc á, là chúng ta phẫu thuật, chúng ta rạch cái thoát luôn cái mũ áp xe này. Thì sau đó cái đường rò nó sẽ diễn tiến tương tự như sau đây. Chứng vẻ anh chị đối diện để chị hình dung. Tức là sau nhiều tháng áp xe nó diễn tiến thành một cái rò hậu môn. Thì lúc này á, rò hậu môn này nè, nó tạo thành một cái thừng sơ đây. Nó giống một cái ống vậy ha, một cái ống rất là nhỏ và nó có cái sự thông thương từ trong cái ống hậu môn này để mà đi ra ở dưới vùng rìa hậu môn. Và rất là nhiều người mà không có hiểu biết, người ta cứ nghĩ rằng là là nguyên nhân nó do từ ngoài hậu môn này nè, nó đi ngược vào trong hậu môn này. Không phải vậy nhé, mà nó đi từ bên trong đi ra bên ngoài. Và lúc này á, diễn tiến của rò môn á, nó rất là đa dạng và vô cùng phong phú. Nhưng thường đa phần á, là cái vùng này nè, cái đường rò á, nó có thể sao? Nó tạo dịch ở trong cái vùng này, tại vì mỗi ngày mà nó sẽ tiết dịch ra, vùng hậu môn, ống môn nè, cái tuyến thì nó tiết dịch ra và nó đi ra ngoài đây. Nếu mà cái ống này nó thông á, thì dịch nó sẽ đi ra ngoài đây và chúng ta sẽ thấy là dịch nó chảy vùng cạnh hậu môn này. Đôi khi nó chảy dịch vàng và nó tự hết và nó lại tái đi tái lại như vậy. Nói chị ha, nó gọi là chảy dịch vùng cạnh hậu môn mà nó tái đi tái lại. Thì đầu tiên á là nó ảnh hưởng đến cái là chất lượng cuộc sống chúng ta. Như là chúng ta có một cái mụn nhọt vùng cạnh hậu môn và thỉnh thoảng nó cứ lại chảy dịch tái đi tái lại như vậy, nó làm ẩm ướt vùng hậu môn này nè, chúng ta cảm thấy rất là khó chịu nè, đôi khi cảm thấy ngứa ngáy vân vân. Đó là ảnh hưởng đầu tiên của một cái rò hậu môn. Một số trường hợp á chị không, cái lỗ rò này nè hoặc cái đường rò này nè nó bị sơ, nó bị tắc lên. Một số anh chị thì không biết, không có biết á, thì anh chị một số giờ chúng ta dùng tay ra hay dùng các phương tiện á, chúng ta nặng, chúng ta nghĩ là do nó ở đây nó cứ có mụn nhọt này, chúng ta sẽ bóp cái dịch này để nó thoát ra là hết.
Thực sự đôi khi chúng ta làm những động tác như vậy á, làm cho cái đường gò này nè, nó bị tắc lại, nó bị tắc lại. Bị tắc lại thì lúc này á, tắc lại dịch không thoát được thì sẽ ứ lại dịch bên trên đây, nó tạo thành hiện tượng viêm nhiễm và nó thể hình thành cái áp xe trở lại cái vùng hậu môn trực tràng này. Nên đôi khi chúng ta có thể thấy là một người vừa bị rò hậu môn và sau đó thậm chí là có bị áp xe đi kèm vùng cạnh hậu môn này. Thì như chị biết rồi, áp xe của vùng cạnh hậu môn này nè, nó sẽ khiến chúng ta rất là đau, vì đó là một cái ổ mủ, nó có chứa rất là nhiều cái vi khuẩn cũng như là cái xác bạch cầu ở nơi đó. Một số trường hợp là bệnh nhân phải được mổ cấp cứu để mà thoát dịch cái áp xe này, thoát mủ từ cái ổ áp xe này ra ngoài thì bệnh nhân mới dễ chịu được. Đôi khi chị không, áp xe này nó lan rộng, nó phá hủy, nó đi lên trên. Ở đây chị biết là chúng ta có một cái cơ nâng hậu môn, nó cơ nâng hậu môn hai bên đây, và áp xe này nè, nó có thể vỡ mủ và nó đi lên trên cái vùng cơ nâng hậu môn này. Một số trường hợp cái áp xe chị ha, nó rất là to và nó vỡ mủ đi vào trong cái ống hậu môn này luôn. Đó là trường hợp biến chứng thứ hai của một cái rò hậu môn. Cái thứ ba là do cái hậu môn này là một tình trạng viêm nhiễm vậy nha. Nó không phải là một tình trạng là bình thường, tức là nó có tình trạng viêm nhưng mà nó viêm mãn tính, nó kéo dài, lặp đi lặp lại. Thì chị biết rồi, cái gì mà viêm nhiễm tính nó sẽ gây biến đổi cái cấu trúc của cái tế bào của nó. Nó sẽ biến đổi cấu trúc tế bào của vùng đường ống hậu môn này. Và đặc biệt là thường thấy một số trường hợp nó sẽ biến đổi những cái tế bào của vùng ngay vùng của lỗ tí này nè. Nó viêm nhiễm lặp đi lặp lại này nè, rất là nhiều năm. Và từ đó nó dẫn đến một cái tình trạng gọi là ung thư túi mật, ung thư vùng hậu môn, xin lỗi chị nhé, ung thư vùng hậu môn này. Và nếu mà chúng ta phát hiện trễ, ung thư này nó xâm lấn cái vùng này, thì đó là một cái tiên lượng rất là xấu. Vì ung thư hậu môn này, nếu mà nó xâm lấn những vùng xung quanh, chúng ta không cắt được u, thì lúc này á, chúng ta phải làm cái hậu môn nhân tạo ở bên hông. Và đó là một cái một điều vô cùng là đáng tiếc. Vì những người mà đeo hậu môn bên hông ảnh hưởng đến suốt cuộc đời của họ, về cũng như tâm lý, cũng giống như là chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vâng, và đó là tiếng trả lời câu hỏi cho các anh chị là rò môn có bị ảnh hưởng gì không nếu mà chúng ta không điều trị gì cả. Tóm lại, rò môn ảnh hưởng đến thứ nhất là tình trạng là nó viêm và nó chảy dịch vùng cạnh rò môn này tái đi tái lại. Thứ hai là nó có thể dẫn đến một tình trạng một cái áp xe to dần cái vùng hậu môn này. Và thứ ba là có thể dẫn đến tình trạng ung thư vùng hậu môn. Vâng, cảm ơn các chị đã nghe clip này. Nếu chị thấy video này hay thì hãy chia sẻ cho người bạn, người thân của mình để cho họ hiểu hơn về vấn đề này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.